chân dung của nam, chân dung của kẻ ở bẩn. Ui sợi. Tại vì chị đánh không nó đã lên rồi mày. Mà sao chị đánh không nó đã lên rồi. Cái sống lưng của nàng này bị lệch chứ. Đường thứ nhất, con đường thứ nhất, con đường thứ hai này. Đau lắm cả. Đâu đầu hay đâu sao? Nó bị thoái hóa nó sống lưng đó. Em hôm qua em ông anh ở sang bản đấy. Đông lưng ấy. Em bảo là hôm nào anh có đi cao giá nhỉ? Ông ấy đau thì trước mắt em đưa cho ông đi cái cao giá này. Nhẹ không hả? Cưng. Sướng không? Nó đang phê đúng không? Úi xồi.